chưa bị móc keo là giá. Đúng rồi, cái đấy thì anh vẫn lên bơm 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 keo nữa. Anh có cái cửa xe 165 không? Anh ơi hết sạch không còn một cái nào. Đang cháy hàng anh ạ, không còn một cái nào. Nó cháy hàng anh ạ, sao mà em không nhập? Cháy hàng. Cái loại bản vé mà nó có dán mát cái này nhỉ? Không, không có đâu anh ạ. Tháng trước tháng này mà không có à? Chưa có hàng anh ạ. Đang hết hàng, không có vẻ em không muốn buôn mà đang hết hàng, chưa hàng về. Chắc tầm khoảng tuần nữa là có hàng về anh ạ. Cuối tuần sau là hàng về, cuối năm rồi anh ạ. Một công nhớ về. Vâng. Chuẩn anh ạ, không sai đâu, yên tâm, chuẩn 100% rồi. Anh ơi, cho lên cho. Không lấy mất công đi bộ ra. Không, không yên tâm anh, em bán chuẩn 100% luôn. Đây, đây là ốc gương của Hilo các bạn nhá. Bạn trai trai ốc gương của Hilo. Ốc gương của Hilo với cả ốc tay bật cửa Hilo đời mới. Keo là tí em mượn không? Đúng rồi, không, anh vừa bán hết đi không được. Anh vừa mới biết vào em khuyến mại cho keo luôn. Cái đấy gương của Hilo à? Chuẩn luôn anh. Không phải đâu, con này là của Hyundai. Hilo của anh là Hilo 500 đúng không? Ừ. Em có tay gương cầu của nó đây anh này. Hàng em chế sẵn. Đây là anh, là hàng em chế sẵn rồi. Đây ơi, con này chế sẵn rồi. Anh con em là con 6 tấn rưỡi này có. Không, của anh tay gương cánh cửa đúng không? Vâng. Thế chuẩn rồi. Em bán suốt rồi. Đây anh ơi. Em chế sẵn rồi, anh bắt vào hai cái lỗ ở cái tay gương cánh cửa của anh là xong rồi, chưa đầy 10 phút. Trên cánh cửa. Đúng rồi, anh nhấc hai cái tay gương, hai chân gương lên, anh ấn nó phát là xong luôn. Hiện tại thì mình và anh trai di chuyển ra bãi. Ở đây là bãi 86 89 các bạn nhá, đằng sau cây xăng rất là to. Ở đây có cái bãi thì anh em trong miền Nam, cả anh em ngoài Bắc thì hay ra đây vận chuyển. Đây thì chiếc xe của anh trai đây các bạn. Hiện tại thì đã lên về che mưa. Thì hôm nay thì anh lắp thêm cái tay gương cầu nữa. Đây các bạn, tay gương cầu này các bạn này. Đây, tay gương cầu đây, lắp ở bên phụ. Cái này thì mình đã lắp rất là nhiều xe cho anh em rồi. Đúng các bạn. Đây các bạn này. Cái này thì mình đã lắp rất là nhiều xe cho anh em rồi. Đây hôm nay thì mình chở anh sang bên bãi để anh lắp và mình cho anh mượn đồ. Đấy, thế mình còn quay về cả, mình còn bán hàng nữa. Thành ra mình bảo anh tự lắp lấy được. Vì nó chỉ rất đơn giản thôi, có mũi cái lục ra cái bông thôi. Đấy, cái bông thôi các bạn ạ. Và chỉ cần cái keo silicone để bắn toàn bộ vào gương để dán nó vào đây thôi. Đó thì tí nữa anh làm xong, tí mình sang mình sẽ lấy lại đồ cho anh mượn, thì mình sẽ quay cho mọi người xem tiếp nhá. Đấy, đây là cái bãi các bạn này. Đấy thì rất là nhiều gà. Đấy, bãi này thì rất là nhiều gà các bạn. Tí tay anh cầu sẽ lắp vào đây này các bạn này. Đó, ok chưa? Và anh sẽ ốp cái gương. Ốp tay một cửa nữa. Đấy, và hôm nay thì bác lên thế thôi, mai kia bác lên tiếp. Đấy thì bây giờ mình sẽ quay chiếc xe mộc nhá. Tí anh làm xong bây giờ mình sẽ quay cho mọi người xem tiếp. Thank you anh trai rất là nhiều nhá. Ok anh trai. Đấy đồ đạc mình để đây nhá các bạn nhá. Bây giờ mình xin về. Đây là bãi 89 các bạn nhá. Đằng sau cây xăng to vật luôn. Ok các bạn. Giờ các bạn di chuyển theo mình về cửa hàng nhá. Anh cứ làm tí em quay lấy nhá. Ok ok anh. Đây là bãi 89 các bạn nhá. Bãi 89. Sau cây xăng rất là to luôn. Bãi này thì rất nhiều anh em di chuyển hàng hóa cũng được hay về đây chở đồ về đây. Đây ăn thì không biết trên này trước đông lắm, phải đông từ bên ngoài. Đây cây xăng vật quả nhá, đang di chuyển đến đây. Anh em mà gần khu nhà mình thì quay lại thì cũng bình các bạn nhá. Đây thì cũng có đường này thì nó cũng là dễ, có đường này nhà mình có hai con đường. Các bạn hướng về của Linh Trì, các bạn đi về bên này, các bạn hướng ra đường Bắc Vân Cầu, các đường này có, các bạn đi về bên kia. Cái xe càng của mình ở bên này rồi các bạn này. Cái xe mình bây giờ to bên này rồi này, nhưng mà vì nhà nước mấy chưa lấy đất này, làm chung cư làm gì đấy mình không biết. Một tiếng thì mặt trời đã xuống rồi, thì anh trai đã lắp xong các bạn nhá. Đây. Cuối cùng thì ốc gương này. Ốc tay mở cửa này các bạn này. Đấy, rồi là tay gương cầu đây. Đây các bạn, tay gương cầu đây các bạn. Đó, các bạn thấy không? Rất đơn giản luôn các bạn nhá. Đây tay gương cầu đây. Ok chưa anh em? Đó, ốc gương đây. Gương này thì mình có bảo anh trai là bắn rất nhiều keo các bạn nhá. Anh em nhiều bắn rất nhiều keo vào cho mình nhá, thì nó phải chắc các bạn ạ, phải bắn keo silicone. Đó các bạn thấy không, gương loại 1, gương 3 lớp các bạn nhìn này, ôm sát luôn này các bạn này.
Đấy, bạn ấy không ôm sát mép luôn này. Ok cho anh em, không hở tí nào các bạn nhá. Đẹp khít luôn. Đó, còn cái tay mở cửa này thì các bạn phải bắn keo cho mình thì nó mới bền được. Bên trong nó còn cái lòng nữa, tí anh sẽ dán nốt. Đó, các bạn thấy không? Đây, cương cầu này bắt rất đơn giản luôn. Cái này nhà mình chế sẵn rồi các bạn nhá. Bắt phát là nhìn rộng luôn, anh em ngồi trên xe thoải mái luôn. Nhìn được cả toàn bộ bên phụ các bạn nhá. Mở cửa ra không bị chạm vào bất kỳ cái gì luôn. Đó, ok cho anh em. Đấy, cuối cùng anh trai tự làm nhá. Cảm ơn. Dạ, thank you anh. Em vào anh nhá. Rồi. Có gì alo cho em nhá. Rồi. Thank you anh. Cho cái số đấy. Ok anh. Đó. Anh ghi số em vào 097 ạ. 097 88 230 88 230 30 83 83. Ok ạ. Có gì anh cứ alo em nhá. Rồi. Em cảm ơn anh nhiều ạ. Thank you anh.